Rồi, xin chào tất cả các em học sinh trên cả nước. Thầy cảm ơn các em đã đăng ký vào cái kênh Thầy Quang Hòa Lóc. Thì nếu như bạn nào đã đăng ký vào cái kênh của thầy vào năm ngoái, nghĩa là thầy dạy online là vào năm học trước, nghĩa là năm lớp 8. Năm ngoái thầy chỉ quay có một khối 8 thôi. Năm nay thì thầy quay tới khối 6, khối 7, khối 8, khối 9, đầu khối 8. Năm ngoái thầy bắt đầu quay là học kỳ 2. Nhưng mà thì ở đây thầy muốn tâm sự với các em một chút về người thầy mà các em không, thông thường là các em không thấy mặt của thầy đúng không nào? Thầy nói thật sự các em á, cái thời gian của thầy này, ở đây không phải là thầy kể, nghĩa là thầy lập cái kênh này để là thầy tâm sự. Thầy hiện tại là đang bị nghẹt mũi, nghĩa là thầy đang bị rất bị stress, tại vì thầy dạy quá nhiều các em ạ, quá nhiều. Dạy quá nhiều. Tại vì sao thầy nói thầy dạy quá nhiều? Thầy cứ tới ba cái dạy các em ạ. Thứ nhất á, là thầy dạy chính ở trên trường. Dạy chính trên trường, đúng không? Thứ hai là dạy thêm. Và thứ ba là dạy online. Dạy online này á, thì nó có hai cái. Thứ nhất á, là miễn phí sách giáo khoa. Thứ hai là thu phí, là khó học. Từ từ các em bình tĩnh, thầy sẽ nói một xíu nha. Thì thứ nhất á, dạy chính ở trên trường. Dạy trên trường nhá. Một là dạy chính nè. Thì thầy dạy là bắt đầu từ năm 2007 cho đến nay. Nói chung cái này là không thể nghĩ được. Không thể nghĩ nè. Tại vì thầy đã vào biên chế, và biên chế vào năm 2007, được chưa nào? Hiện tại là ngoài trời mưa rất là to em ạ, nhưng mà thầy vẫn muốn chia sẻ một chút để chúng ta hiểu nè. Thứ hai là thầy dạy thêm thì cũng không thể nghỉ được, tại vì phụ huynh ở chỗ thầy á rất là mong muốn là thầy dạy, không thể nghỉ được. Cái thứ ba là dạy online thì thực sự á, với em á là miễn phí á, thì thầy dạy hết trong sách giáo khoa rồi, không có thu một cái đồng bạc nào hết. Mà trong khi đó các em là hối thúc thầy ghê luôn, thầy nhiều lúc là thầy bị stress luôn em. Các em biết nè, còn cái khóa thu phí á, thầy chỉ thu bao nhiêu? Cả 200k trên một học kỳ, tính ra một ngày chưa tới là hơn 1.000 đó. Nên á là chúng ta đừng có hối thúc thầy nữa, thầy đang rất là mệt, rất là bị stress, thầy đúng là đang bị stress luôn em, stress trầm trọng luôn. Như vậy thì thầy nói cái thời gian của thầy và cô này, tại vì thầy cộng với cô thì đang dạy cho các em, đang dạy đúng không, đang dạy online. Cô thì dạy sinh, còn thầy thì dạy toán và hóa đúng không? Thì thầy và cô là có hai con. Có hai con thì trong cái kênh này chúng ta cũng đã thấy rằng còn nhỏ đúng không? Còn nhỏ, thầy không có thời gian để chơi với con của thầy luôn á. Thầy nói thật sự với em. Còn cái thời gian này, thầy sẽ cho em thấy cái thời gian của thầy và cô là sáng nè, sáng nhá. Riêng cô á là dạy 5 giờ quay video với em này. Cô là dạy 5 giờ quay video, còn thầy là 5 giờ 20. Dạy làm gì? Để mà xử lý video, để có chất lượng HD cho em xem cho rõ chứ đúng không nào? Chứ đâu phải là thầy quay xong cái thầy up lên được, mà thầy phải xử lý video rồi này nọ trong đó, là chưa nào? Sau đó là gì? 6 giờ 30. 6 giờ 30 là thầy cộng với cô là đi dạy rồi này, dạy trên trường này. Tại vì cô cũng đi dạy trên trường, thầy cũng đi dạy trên trường, còn hai đứa con là đi học, được chưa? Tiếp tục cái thời gian thầy dạy, dù thông thường thứ tư thứ năm, cho thứ năm là 11 giờ 15 là nghỉ đúng không? Về ăn cơm xong là nghỉ trưa thì tới 13 giờ 30 là một á, là trên trường. Nếu không có việc trên trường á
thì lại dạy thêm. Đó, dạy thêm cho tới mấy giờ? Cho tới 5:30. Tiếp tục, không có việc gì, tiếp tục lại dạy thêm. Dạy thêm cho tới mấy giờ? Cho tới 8:30 là thầy bắt đầu nghỉ. Nghỉ dạy thêm. Nghỉ dạy thêm, được chưa? Em hiểu nào? Sau đó thầy lại bắt đầu ăn cơm nước xong là 9 giờ. Nghĩa là 21 giờ đấy em. 21 giờ tối đấy. Đầu là quay video cho các em. Tới mấy giờ? Tới 23 giờ thầy cũng được ngủ. Thầy đi ngủ. Đó. Như vậy thì thời gian nào thầy để trả lời comment? Trả lời comment cho các em. Đó chính là cái thời gian mà thầy đặt lưng lên giường. Đặt lưng lên giường. Tại vì sao? Tại vì lúc này là thầy cầm điện thoại, cầm điện thoại để trả lời comment, không? Nên là nếu như thầy có trả lời chậm hay như thế nào đó thì các em phải hết sức thông cảm, tại vì thầy không có thời gian gọi là đi chơi hay là này nọ luôn. Nên là thầy rất là bị stress, nên đâm ra bây giờ sắp bệnh rồi. Sắp bệnh stress nặng. Không phải là thầy đây là thầy rên rỉ gì hết, nhưng mà thầy chấp nhận, thầy thích làm như vậy, công việc của thầy là như vậy, nhưng thầy sẽ cố gắng sắp xếp để quay. Tại vì sao? Bây giờ thầy phải ra gấp rút cái video để làm gì? Để ôn tập. Tôi ôn tập học kỳ 1 cho các em, cho đề thi học kỳ 1, để mà gì? Kết quả học kỳ 1 được cao, không? Thì khi đó được cao thì phải khoe thầy, rồi thầy cô, rồi này nọ. Đó, thì đó chính là cái thời gian của thầy và cô trong một ngày để cho các em hiểu và để các em có thể chia sẻ và thông cảm cho thầy và cô, chứ đừng có hối thầy và cô quá. Còn trong khi đó là gì? Ngoài ra còn có là gì? Bạn bè này, rồi đám cưới này, đám ma này, về về quê này, rồi đủ thứ chuyện trên đời hết. Đó, rồi nói nữa là nói ấy nhậu nhẹt nữa, này kia cũng nọ nữa, đúng không? Mà thầy gác qua một bên hết, gác qua hết là để dạy, dạy cho các em hoàn toàn là free, hoàn toàn là free, được chưa nào? Đa số là free, còn cũng có một số bạn có đăng ký vào khóa học thì chúng ta, cái đó là công sức của thầy thi bên ngoài thì buộc thầy phải thu phí để mà thầy lo cơm áo gạo tiền cho vợ con thầy, chứ chẳng lẽ bây giờ thầy cứ cắm đầu cắm cổ cứ nói chuyện với cái máy quay, với ngồi trong phòng làm việc như đây thì chắc thầy bị sao á, đúng nào? Nên chúng ta hết sức thông cảm và hãy chia sẻ cho thầy. Nếu các em nghe được những cái lời này của thầy thực tế đấy và thực sự, thì các em hãy tiến comment chia sẻ cho thầy, thầy ơi thầy như thế nào, thầy ơi như nào, em thông cảm hay là không thông cảm hay cái như nào đó, thì cứ nói thật sự nha. Tính thầy là cứ nói thẳng nói thật, mới gọi là cái tình nghĩa thầy trò nó gắn kết, chứ còn mình nói mà nó không có thẳng thật thì không phải là cái mà ok rồi. Tới đây thì thầy cũng xin tạm dừng, cho thầy cũng rất là mệt, thầy đi nghứ thôi. Bây giờ là cái phút là bây giờ là 23:10 rồi các em, nên thầy đi nghỉ và đi trả lời comment cho các em đây. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo nhé.